Rồi chào anh em luôn, hôm nay chúng ta cùng làm một cái màn hình LED hai mặt cực kỳ khủng anh em. Màn hình LED đây, kỹ sư đang ngồi thiết kế đây anh em. Đó, thiết kế từng mảng luôn đó. Cái bảng này rất to và rất nặng, treo ở trên lầu rất cao anh em. Cái này là màn hình LED LCD hai mặt ha. Đây là cái bản thiết kế sau khi kỹ sư thiết kế mình in ra để mấy anh em ra khung sắt nè anh em. Đó, một bên là phía bên trái là sơ đồ đi sắt ha. Đó, mặt trước mặt sau hai mặt luôn. Dưới kế bên phải là cái sơ đồ của mấy module nha anh em. Đó, ở đây một đống sắt mấy anh em đang ra ngoài lộ đây. Cái màn hình LED này là chiếu phim là đã luôn anh em. Đó, cái màn hình LED này dài lớn bằng cái sân luôn đó. Mà hai mặt đó. Đây là mấy cái sắt 13 26 đây anh em. Cái này mấy anh em phải chú trọng là kích thước cho chính xác để mình lắp module vô cho nó đúng vị trí nha anh em. Đó, mấy anh em đang hàng dài ra sắt quá nhiều luôn. Đó, cái này chắc làm cũng khá lâu á, cái công trình này nó hơi khủng anh em. Cái bảng module này lắp nguồn, lắp mạch rồi đủ hết trơn quạt hút. Rồi ốp alu ha, xung quanh nữa là cái trọng lượng tổng thể là nó nặng dữ lắm đó anh em. Đó, nhưng mà cái kích thước của khung là phải chuẩn nghe anh em. Đó, ở đây mấy anh em ra quá nhiều luôn, chắc nguyên ngày hôm nay mới hàng được cái khung quá. Cái khung này hai mặt, mặt trước mình chia ra mấy cái cửa nữa ha. Đó, bây giờ nó dài nè anh em. Đó, có một mặt mình chia ra mấy khung cửa ha. Để mình sau này lỡ bản có trục trặc gì mình có thể mình mở cánh cửa ra mình vô mình bảo trì được. Đây là cái sơ đồ cạc và nguồn của kỹ sư đang thiết kế trên máy này anh em. Đó, cái màu vàng vàng không biết anh em có thấy không đó. Đó, còn đây đã in ra rồi nè anh em. Đó, đang cho mấy anh em biết đang chia khung sắt, đặng hàng mấy cái thanh sắt chia đều chỗ mấy cái nguồn luôn anh em. Đó, nhỏ nhỏ này đây, không biết anh em thấy rõ không đây. Đó, có mấy cái cạc, mấy cái nguồn luôn đó. Rồi, sau một ngày vất vả, mấy anh em đã tương đối hàng xong này anh em. Đó, mặt trước mình chia ra các đoạn nè. Mình làm bằng mấy cái bát inox này ha. Đó, đó mấy cái bản lề inox to khủng này anh em. Để không có mưa rồi không bị sét nha. Đó, cái này là mặt trước mặt sau hai mặt. Cái này khi làm chắc phải cẩu lên anh em. Nếu mà tổng thể rồi nó rất là nặng. Cái bảng này là rất lớn và nặng nha. Đó, phía phần trên này kỹ sư đang chia tiếp cái đoạn lắp cạc nguồn với mấy cái húp này anh em. Đó. Phần kế tiếp mấy anh em tập kết đủ vật tư mình quay luôn cho mọi người xem. Đó, thấy cái bảng quá dài quá nặng quá khủng anh em ơi. Cái này làm đuối tẹt tua luôn đó. Rồi video mình tạm dừng ở đây, tiếp mình quay phần sau cho anh em xem.